Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chị Tiền Vlog. Hello. Chắc cũng 4 năm rồi mới được mời quay trở lại kênh. Cứ 4 lần rồi, trốn cho bọn rồi. Chào. Xin chào, xong hết, tiếp nào. Bỏ phần lên, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chị Tiền Vlog. Và hôm nay mình đã mời đến đây chị Hà Bông. 4 năm mới quay trở lại mọi người ạ. Tuấn Bo ạ. Cứ mỗi lần mình mời chị Hà Bông là liên quan thử thách make up mới khổ chứ. Tại vì thân sinh ra là một người make up đẹp quá nên là thử thách make up nào mình cũng có mặt hết. Make up 80s. Chị Hà Bông. Chị biết thử thách của em là gì chưa? Chưa. Make up để mặt mộc là biết rồi. Hôm nay mình với chị ấy đã phải để mặt mộc. Yeah. Và hôm nay thì sẽ là thử thách những người em thân thiết của chúng ta, make up của chúng ta. Chị Hà Bông. Wow. Đúng, chào mừng bác cho em và Tuấn Bo với em chị. Đổi cho em, đổi nhau đi. Không mấy cho Tuấn Bo rồi, nắm em make up cho hai chị. Không được. Thử thách mà. Nhưng mà em make up bằng hàng bông. Thử thách như này này. Đây, bây giờ thì Tuấn Bo biết là hàng bông sẽ make up cho mình sau một cái bạn trong vòng khoảng bạn lần trước mình ghi là mấy phút, 10 phút này. Điên là 10 phút thì nhanh quá, 15 phút. 10 phút thôi. Thế nên mới kiểu gấp rút kịch tính. Mặt bà xấu đấy. Hôm nay tôi đâu có mất mặt make mặt tôi đâu, mặt bà xấu. Lỗi. Thật ra thì như này, 10 phút hay 15 phút thì thằng Bo mách cho chị như thế. Thử thách như này này. Chị bảo, em. Chị bảo, bây giờ thử thách tổng là có 1 triệu. Ừ. Nếu mà người bên này thắng, mỗi người 500, nhưng nếu bên này thắng thì em được cả 1 triệu đấy. Chơi luôn. Được chưa? 10 phút nha. 10 phút, được chưa? Mọi người ơi, thử thách trước mình thắng ở Vlog Thị Tuyền mình mua và 30. Đấy, có tiền cái nó khác ngay. Bây giờ thì thằng Bo sẽ mách cho chị ấy. Good luck. Good luck. Nhưng mà mọi người nếu mà thua ấy thì vào lúc sau mình sẽ có hình phạt cho những người thua đấy. Hôm nay là cố gắng nhất của mình. Rồi bây giờ thì chưa biết được. Bắt đầu thôi. À, đây là tất cả đồ mình đã bày trên bàn. Okay. Chắc chắn là với kinh nghiệm của chị Hàng Bông sẽ em nhận biết được đúng không? Đồ của chị mà sao em biết được? Okay. Sao đây? Mình bắt đầu là tôi làm bài thắng đây. Chị khóa trước. Chị khóa cho chị trước đi. Không thích đấy. Thời gian bắt đầu. Em make up đây. Người ta đang dùng cái kia thôi, em dùng cái này nhé. Bôi cái gì đây? Thì kem chống nắng, bôi kem chống nắng chứ còn gì nữa. Cái gì đây? Ai chuẩn bị đồ lấy cả cái chị thơm mông của em đây. Mày cái này cái này. Ai mà biết được, thấy như màu vàng, nó tưởng kem chống nắng rồi. Con bông nó chê bông, mặt chị như mặt bông. Tẩy ra chết. À, tẩy ra chết đi. Tẩy ra chết bản thân chứ. À thế á? Sao chúng ta không thì mình chết gì? Có nghĩa là cái này vừa dùng được mông và dùng được khủy tay các thứ rồi. Vậy chị thật ngủ. Cái gì? Xin anh hiển đi. Không cho, à em còn bộ lọ nữa cơ. Hấp dẫn chẳng nghe hấp dẫn thế. Này, à cho em luôn cái kia đi. Cái cho là bông nó xem. Cái này là tẩy bào chết, ô lần đầu tiên nhìn tẩy bào chết rồi. Đừng đừng gói ấy. Đây nè, em đi cả. Lần tiên, đầu tiên. Cái bảo anh nhiều lắm rồi. Em được. Mày không biết là chị có phải mất đâu. Nhìn nhiều rồi. Đây này. Xịn lắm, hai cái hộp này. Thế nhưng mà tại sao đầu tiên lôi ra bằng nói là chị thâm mà nói là thâm mông. Nghe thế. Nhưng mà à anh hiển đang dùng thâm mông. Đang dùng thâm mông không biết là ấy. Không dùng những thứ kia, những kia cũng phải bông là điểm. Bông là thứ cần thiết. À. Bông hình quả đào. Thế à. Thích không? Thích không? Nhìn mà nhìn thích không? Thích còn bông em. Sao đấy? Chỉ nhìn bông em bao giờ. Thế nhưng mà cũng được, sử dụng cũng được. Thành phần tự nhiên các thứ đấy. Vui nha, sướng nha. Nhưng mà nếu mà bây giờ em muốn mua cái này thì mua ở đâu? Mày phải vào fanpage của chị ấy. Chị ấy là chị này. Đâu? À không. Mày liên hệ với chị Ngân tặng chị cũng được, không thì mày vào fanpage chính thức của Beleza. Beleza, tí nữa gửi cho em nhé. Sản phẩm rất là đẹp. Tại vì em muốn tặng cho Bo một ít, tại vì em thấy người nó thâm toàn thân. Thâm là nhân cách. Đúng, thâm là nhân cách. Em muốn gửi tặng cho Bo. Mình đánh nguyên một tấn phấn này lên mặt chị Ánh được không? Được. Không ạ, phấn này rất đắt. Tao thử thách mời đấy, thật nhỉ? Chấp nhận đấy là của tao. Cái này chị đang đánh trên tay mình. Mà chị vẫn thích cái này. Thích cái này. Thế á? Nhưng mà dùng cái đấy make up được. À, ví dụ nha, bây giờ nha, nó là thành phần tự nhiên. Còn mặt đây mặt bà to quá, tôi đánh mãi không hết cái mặt đi. Nó là thành phần tự nhiên đúng không? Thành phần tự nhiên rồi sao? Mất hết 5 phút của tao rồi đấy.
thành phần tự nhiên. Rồi sao? Chưa kéo được cái lông mày. Không bị đau nhá. Thử chết. Thử thơm luôn, thử ấy các thứ luôn. Thì tẩy da chết thì lấy đâu ra đau? Thế nhưng mà bình thường mày đi kiểu thử thâm các thứ ở ngoài tiệm nó sẽ đi đau đúng không? Với lại kiểu phải nghỉ ở nhà không quay được đúng không? Đúng. Nhưng mà cái này bôi hôm sau vẫn sẽ quay bình thường. Nó có sợ nó bắt nắng hay các thứ không? Đúng à? Mông mà. À ừ, quên ai rồi? Mông ra sao? Đúng không? Mày, tại đấy chị cũng có biết đâu, mày có chỉ cần nặng hai cái thứ này. Thế à, sướng nha. Sướng nha. Nhanh lên, 5 phút rồi. Đau à? Mà cái khổ rồi. Ê, mặt chị Tuyền đang như kiểu đúng kiểu là tông make up Quỳnh Búp Bê. Gì? Bắt cho cột. Ơ nhưng mà Tuấn Bo bông thơm đúng không? Ai mà biết được hỏi nó à? Mày phải mua 2 bộ. Ừ, còn Tuấn Bo khi mua 4 bộ ấy. Rồi ta đánh vào cái mặt mày, đấy vào cái nhân cách này. Tôi xin tí. Ôi, nghe đồn là kẹp chống nắng bị hack nên giờ phấn cũng bị hack. Sướng nha. Sao lại không kể 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 cái gì? Sao lại từ đây người ta phải kể từ đuôi chứ? Ủa vậy hả? Ờ, trời ơi, cái đúng đấy. Anh phải được bắt make up đây là lớp học make up mọi người ạ, của Tuấn Bo. Chị anh không được nói không ạ? Chị cũng không được nói. Không hỏi này không hợp cho lắm. Mọi người ở đây là thử thách cấp mọi người ạ. Giờ bên kia có, ờ, màu đen nó mới hợp. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi, đúng là có nhẹ nhàng. Em đâu có thấy ra màu. Thật. Ai đi làm gì tôi kẻ theo lớp máy cũ của mình. Thân sinh ra là một thợ make up artist. Mình không để đẹp trên mặt chị. Ai nhưng mà cũng phải nhắc luôn đấy. Cái này thành phần tự nhiên. Kiểu toàn những cái thứ kiểu sơn hào hải vị các thứ ấy. Sơn hào hải vị là tự nhiên. Kiểu như vậy ấy, nó tắt đi. Thế nên giá thành của nó nhỉnh hơn với lại thường em thường dùng chị bông mình rồi đấy. Chấp nhận, tại vì bây giờ nó bắt sản phẩm tốt thì tiền nào của đấy thôi. 3 ngày bông trắng như mông em bé. À ấy được đúng luôn đấy. Cười nhá. Chưa có phấn phổ, giờ phổ nè. Đừng có nhìn nhóm mày lên tao muốn thua à. Bây giờ hại đồng đội chứ. Nhìn nhóm mày lên trong lúc mình đang kẻ lông mày chứ phải làm sao ấy. Có khi tôi bôi chị thâm cả con người của bà cho bà bớt thâm đi ấy. Bà thâm quá, thâm thúy quá. Bớt ạ. Không nhưng mà đúng thật là kiểu tiền nạp của đấy mà trước em mua kiểu mấy cái sản phẩm ấy dùng nó không hiệu quả. Với cả nha, nó kiểu cứ bị chóc ra ấy. Thế á? Thế thì mắt chị thâm thì nó chóc cả ra. Đây là những sản phẩm gì hả Tiên? Đây ta kẻ mắt rồi mắt mày được không? Phải đánh mắt trước mới kìa. Đánh mắt trước mới kìa hay kẻ mắt rồi mới đánh? Đánh mắt trước mới kìa. Đánh mắt là cái nào? Không quên không? Không em không thích nhớ. Dùng tay. Đánh mắt. Sắp hết thời gian rồi con Bo nó sẽ thua. Em tự tin là đánh mấy cái bằng tay mà. Tại vì hồi nhỏ ấy em tận make up cho mẹ lên xong mẹ em tả cho em ấy nhá. 7 phút 30 giây nhá. Còn 2 phút rưỡi Bo ơi. Được rồi, chị xin. Ê, chị ảnh nó giống giống cái chen nó cơm đi ấy. Không bao giờ. Chị muốn một cái gương. Thấy chưa? Bây giờ khoan đã, mọi người ơi phải chụp ảnh lại đã để vote. Vote nha mọi người ơi. Tí sẽ nào chuẩn bị, đứng hình 3 giây nhá, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, xong. Rồi bây giờ xem. Tuyển xinh lắm. Ôi xinh thế. Xinh gì? Không phải là cái tán đều với anh luôn nè. Không nó tán nữa, để yên đấy. Không tán để yên đâu, cái thằng kia không? Tức kì. Chị thâm mặt. Không nhưng mà đối với mặt nó phải chơi lạ nó mới đẹp. Chứ ai chơi kiểu chung chung chắc ngày. Lạ đâu, cái này xấu mà đâu có lạ. Cái xấu đâu. Thật sự luôn em nhìn cái má chị như kiểu là mẹ đi gánh toàn gánh để xong bả mặt chị mà. Hóa ra đây là gu các con gái của Tuấn Bo. Đúng vậy. Gu lạ. Ê, sao đánh khối mũi? Lấy hôm nay là do tay em quệt vào. À, Tông Tuần Lộc. Tông Tuần Lộc. Ừ. Các bạn fan yêu quý của Tuấn Bo đây chính là cái tông make up mà bạn Tuấn Bo ưa thích. Nên là các em nếu mà thích Tuấn Bo thì hãy make up cho tông này nhé. Còn chị không và hôm nay lúc của chúng ta đã kết thúc ở đây. Các bạn nhìn là biết mặt mình xinh hơn rồi nên mình đã tặng bộ này cho Hàn Bông. Chị Thâm Mông. Sớm có chồng. Chị Thâm Mông sớm có chồng. Chị đã bảo chị không tin được Tuấn Bông. Tuấn Bông mới chồng chị. Thôi em tặng chị một cái coi như chị cần gì Mông chị. Nhưng mà chị nhận là chị Mông Thâm Mông đấy. Thâm Thâm Mông mà. Rồi.
bạn tốt, em bạn tốt. Đây chị rồi em lấy đâu ra đấy, phải dùng cả một bộ chứ tẩy ra chết. Không, chị em mình dùng cùng nhau. Thấy chưa, em thương chị Ánh. Thế mà mày không biết thương tao. Xong, và còn cái phần thưởng 1 triệu thì vẫn tiếp tục nhờ làm về cho Bo, đúng không mọi người, nhớ vote cho Bo nhá. Nhớ cái sự vote của mọi người hãy công tâm vote cho mình với hàng bông mặt rất xinh nhá. Đừng có kiểu là fan đúng không? Các kiểu sao bây giờ tổng mắt gặp Pinocchio nhá. Toàn lập rất xinh. Thôi, vlog này đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Và hãy like, share và subscribe kênh của mình nhá. Chào video tiếp theo nha mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Bye bye.